YouTuber người Mỹ đặt câu hỏi, ramen của Nhật hay phở Việt Nam ngon hơn? Đây là câu trả lời từ cộng đồng mạng. Xin chào các bạn khán giả thân mến, món nổi tiếng nhất trong nền ẩm thực Việt Nam chính là món phở. Phở trở thành một biểu tượng của nền văn hóa Việt Nam và món phở ngày càng được nhiều người trên thế giới biết đến. Ngày càng nhiều người thưởng thức và yêu thích món ăn tuyệt vời này. Không ít những chuyên gia ẩm thực, những người giành ăn bậc nhất gọi phở là món ăn tuyệt vời bậc nhất mà họ đã từng ăn. Ví dụ như cách đây gần một năm, có một video so sánh giữa ramen của Nhật hay phở của Việt Nam ngon hơn được đăng trên YouTube. Video này có tên là Tonkotsu Ramen đấu với phở. Đây là kênh của Joshua Weissman, một YouTuber người Mỹ chuyên làm về ẩm thực, với hơn 8 triệu người theo dõi. Video so sánh về hai món ăn nổi tiếng của Nhật Bản và Việt Nam này có tới 2,6 triệu người xem. Cụ thể thì trong video là câu chuyện như sau. Trên thế giới có hai món nước cực kỳ được yêu thích. Chúng ta có thể thấy hai món này có mặt ở khắp mọi nơi. Liệu ramen ngon hơn hay phở ngon hơn? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé! Chúng tôi đang so sánh phở với ramen. Đã có rất nhiều người hỏi tôi câu này. Tôi thường nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào tâm trạng hay phụ thuộc vào cảm xúc không? Thế nhưng tôi chưa bao giờ thực sự ngồi xuống và để hai món ở bên cạnh nhau. Thế nên chúng ta sẽ tạo ra hai món ăn đáng kinh ngạc này, đặt chúng đối đầu nhau để tìm ra ai là người chiến thắng thực sự. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thôi nào! Đầu tiên, trên bàn chúng ta có phở. Wow, xem này, phở có một hương thơm tỏa ra từ sâu thẳm bên trong. Và ở góc bên kia, chúng ta có miso tonkotsu ramen, một món ăn no bụng và giàu năng lượng. Hiện giờ chúng ta đang có hai vị vua của các vị vua. Tôi lo lắng chuyện này sẽ đi theo hướng nào. Bởi vì, nhìn này, đây là hai món ăn tôi ưa thích nhất. Vì vậy, hãy nếm thử và tìm ra ai là người chiến thắng nào. Đây là hai món súp yêu thích của tôi. Tôi nên thưởng thức món nào trước đây nhỉ? Tôi sẽ bắt đầu bằng phở vậy. Ý tôi là nó thật ngon, mặn, ngọt, chua chua. Nó còn có cái dai dai của thịt bò. Đây giống như một thứ nước dùng chữa lành. Nó sẽ mang lại cảm giác ăn thật ngon miệng. Bây giờ chuyển sang ramen. Món ăn này khá nhuyễn, nhìn như là kem vậy. Điều này thật khó khăn, tôi sẽ phân loại chúng. Phở là sự lựa chọn lý tưởng để ăn hàng ngày, cho một chế độ ăn uống hợp lý. Nó rất dễ ăn, nhẹ nhàng đến mức bạn có thể kiểu như ăn nó bất cứ khi nào bạn muốn. Cảm thấy tốt, bạn có thể bước đi với nhiều năng lượng. Còn đây, ramen giống như một trải nghiệm đầy đủ, có rất nhiều hương vị và nó giống như đấm vào mặt bạn. Nên đây là món ăn yêu thích của cá nhân tôi, thế nhưng tôi nghĩ rằng cả hai đều là người chiến thắng. Tùy thuộc vào phong cách ăn uống của bạn, nếu bạn là người muốn ăn một món thường xuyên hơn thì bạn sẽ muốn chọn cái này, ý tôi là phở. Nhưng nếu bạn muốn có trải nghiệm trọn vẹn như một lần một tuần, hoặc bất cứ khi nào thì ramen sẽ luôn làm bạn hài lòng. Dù sao sẽ không có một món ăn nào làm hài lòng tất cả mọi người. Các bạn hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé! Video đến đây là kết thúc rồi. Vậy còn ý kiến của cộng đồng mạng quốc tế về sự so sánh giữa phở và ramen là gì? Hãy cùng khám phá phần comment nhé! Điểm đặc biệt của món ăn Việt Nam là nó nhẹ nhàng, cân bằng và có độ tươi ngon nhờ sử dụng tất cả các loại thảo mộc, rau củ. Vì lẽ đó, phở có thể ăn hàng ngày mà bạn sẽ không cảm thấy nặng nề, không giống như ăn mì ramen. Chắc chắn là phở đối với tôi. Điều tôi yêu thích nhất ở phở là nó thể hiện chính xác mọi góc cạnh của bảng hương vị và có thể đáp ứng theo sở thích của bạn với các loại gia vị, muối, đường và rau. Rất ngon, như anh ấy nói, theo một cách chữa bệnh. Chân chu, sợi mì giống như thủy tinh, rất nhẹ và được bao phủ trong tất cả hương vị. Nó giống như họ đang mặc một chiếc áo khoác mùa đông với nước dùng nấu chín trong 4 đến 24 giờ. Những lát thịt mỏng thơm ngon, hoặc thịt gà hoặc động vật có vỏ, nhưng theo truyền thống là thịt. Và phần yêu thích của tôi, nó không bao giờ làm khó chịu dạ dày nếu có bất cứ điều gì nó làm dịu nó. Một sự thỏa mãn đầy đủ, không nặng nề và lạch bạch ra khỏi nhà hàng. Thật đầy đủ, thật hài lòng, một hương vị thực sự hoàn hảo, thật thơm mà không có nước dùng hoặc đậm đà. Tôi là người Ý và lớn lên ăn uống như vậy, nhưng đồ ăn Ý kiểu Mỹ cổ điển, kiểu Jersey khiến tôi khó chịu đến nỗi bây giờ tôi chưa bao giờ ăn món đó, mặc dù đó là tất cả những gì tôi đã ăn khi lớn lên. Tôi bị IBS, thức ăn bị nhiều dầu mỡ và gluten khiến dạ dày của tôi bị đảo lộn. Ramen cũng rất tuyệt vời, nhưng khẩu vị của tôi phát triển ở tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành. Tôi luôn tìm kiếm những hương vị cô đọng, trong trẻo hơn. Bạn cùng phòng của tôi rất thích chất béo, nên chắc chắn anh ấy sẽ ăn ramen. Ngoài ra, tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của thịt lợn. Chắc chắn sẽ được thưởng thức hương vị thơm ngon, chính xác hơn trong món phở Việt Nam. Chết tiệt, tôi cần một cái tô phở bây giờ.
cả hai, nhưng bạn có biết món nào còn ngon hơn phở và ramen không? Bún bò Huế và Tsukemen. Cả hai món ăn được đánh giá thấp từ hai nền văn hóa tương ứng. Tôi đã từng ăn mì ramen trong thời kỳ đại dịch năm 2020-2021. Nhưng phở đã chiếm lại vị trí món phở yêu thích của tôi. Di sản văn hóa của tôi là ở Lào và chúng tôi có các món phở khác nhau như bún thuyền cao soi hoặc cao pon. Nhưng đối với tôi, phở thường luôn có hương vị rất sạch và dường như giúp bạn nạp thêm chất điện giải. Đó cũng là lựa chọn của tôi để giải quyết mọi loại tắc nghẽn. Tôi không nghĩ có món súp nào có thể cạnh tranh được với nước luộc xương bò đậm đà cùng chút gia vị vô cùng thơm phức, đó là phở. Phở là lựa chọn của tôi, nó thơm và cũng rất dễ ăn, sợi mì dai và nó làm tôi hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thực sự thích ramen, nhưng công thức trông có vẻ rất tuyệt. So sánh phở với ramen cũng giống như so sánh táo với cam vậy. Mỗi người đều có nét độc đáo riêng và sẽ thu hút mỗi người một cách khác nhau. Tôi thích kết hợp chúng khi trời lạnh, đặc biệt là vào mùa mưa. Hãy thành thật và nói rằng cả hai đều ngon và chỉ cần thưởng thức chúng đúng như bản chất của chúng, chứ không phải đối đầu với nhau. Ẩm thực Nhật Bản là điều tôi yêu thích và ramen thì tuyệt vời, nhưng tôi phải nói rằng ăn một tô phở nóng còn thỏa mãn hơn. Dù không phải là một người Việt Nam, phở là cuộc sống, phở là yêu thương. Mặc dù tôi đã tự nhủ rằng hãy ngừng đi ăn ngoài, nhưng tôi vẫn không bao giờ ngừng đi đến nơi mình yêu thích. Quán phở có dầu ớt, ăn cực ngon. Tôi đã ăn những món này như thế nào? Vào những ngày lạnh thì dùng phở, nhưng vào những ngày lạnh và có tuyết thì dùng mì ramen. Đó chỉ là cách tôi lớn lên với nó. Ramen là một bữa ăn thịnh soạn hơn, thứ mà thỉnh thoảng tôi thường ăn. Tôi có thể ăn phở hàng ngày nếu tôi có lựa chọn. Tôi thực sự không quan tâm nhiều đến món nào sẽ giành chiến thắng. Tôi chỉ thích việc Josh chỉ ra rằng phở rất dễ ăn và bạn có thể ăn nó hàng ngày. Nó dễ tiêu và sảng khoái nhờ có các loại thảo mộc. Tôi ăn phở thường xuyên hơn là ăn ramen. Vị béo ngậy từ nước dùng tokosu quá nặng đối với tim và cholesterol của tôi nên tôi không thể ăn thường xuyên, mặc dù tôi rất muốn. Nhưng tôi không thể sống trọn vẹn nếu không có cả phở và ramen. Có thể thấy rất nhiều người trên thế giới yêu thích món phở của Việt Nam, cũng có rất nhiều người yêu thích ramen. Thế nhưng, như Joshua Wayman đã chỉ ra, cả hai món đều ngon, nhưng phở thì có thể ăn mỗi ngày vì nó tốt cho sức khỏe, còn món ramen thì béo hơn, ngậy hơn, vì vậy không nên ăn thường xuyên. Dù sao, mỗi món ăn lại có hương vị khác biệt và rất nhiều người yêu thích cả hai. Tại sao phải chọn giữa một trong hai trong khi bạn có thể ăn cả hai? Vấn đề là ăn làm sao để có một sức khỏe thật tốt. Đó chính là lý do mà ngành ẩm thực ra đời. Chúng ta cũng nên cảm ơn Joshua vì đã giúp nhiều người lần đầu tiên biết đến món phở ngon tuyệt của mèo của Việt Nam. Vậy bạn nghĩ gì khi thấy những so sánh giữa món ăn Việt Nam và những món ăn đến từ nước ngoài? Liệu nền ẩm thực Việt Nam với những món ăn cực kỳ tốt cho sức khỏe có thể chinh phục được thế giới? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới phần comment nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.